Xin chào quý khán thính giả. Lời đầu tiên thì kênh Gió Mùa Ký Sự xin chúc quý khán thính giả có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Miền Tây mang hương vị phù sa, có vườn cây ăn trái trĩu quả và những cánh đồng lúa nước xanh biên biếc, được tận mắt chứng kiến và nghe mùi hắc của bê tông nhựa nóng trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đang thi công giờ thế nào? Dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận được khởi công tháng 2 năm 2015. Tuy nhiên, do năng lực nhà đầu tư yếu kém, không vay được vốn tín dụng nên gần 4 năm dự án chỉ thi công được khoảng 10% khối lượng. Đến đầu tháng 3 năm 2019, các nhà đầu tư dự án đã mời tập đoàn Điều Cả tham gia vào quản trị điều hành dự án. Dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có tổng chiều dài 51,1 km với tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao Hân Cửu Nghĩa nối tiếp đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, điểm cuối giao với quốc lộ 30 tại nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tính đến cuối tháng 11, dự án đã triển khai thi công 31 trên 36 gói thầu xây lắp với tổng giá trị vốn đã giải ngân đạt khoảng 4.903 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong quý 2 năm 2021. Về công tác thi công, dự án đang triển khai thi công 31 trên 36 gói thầu xây lắp, 5 gói thầu còn lại gồm chiếu sáng, trạm thu phí, ITS, v.v. Triển khai thi công theo tiến độ dự án, sản lượng thực hiện đến cuối tháng 11 đạt 3.999 trên 6.706 tỷ đồng. Theo Cục Quản lý Xây dựng, tổng giá trị vốn đã giải ngân của dự án đến cuối tháng 11 đạt khoảng 4.903 tỷ đồng, trong đó xây lắp đạt 4.711 trên 8.658 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành thi công hai lớp bê tông nhựa nóng và thông xe trong tháng 12, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong quý 2 năm 2021. Lời cuối của video thì xin chúc quý khán thính giả có một ngày vui vẻ và thật nhiều thông tin bổ ích. Hãy bấm đăng ký kênh và like ủng hộ để xem những video tiếp theo.